Xin chào mọi người. Mọi người thấy một cái bình luận cũng khá thú vị ở trên này không? Có nghĩa là nhiều người không thực sự biết là bồ câu chăm con bằng cái gì. Thì cái này là không, mình không phản bác bất cứ ai nhé. Cái này là mình đưa thêm cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm về nuôi chim bồ câu để cho mọi người xem. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ cho mọi người biết là sữa diều ở chim bồ câu như thế nào. Ở bên trên thì mọi người thấy là có một cặp chim bồ câu đang cho con ăn. Thì khi mà bồ câu nó ăn á, thì ở trong cái cuống họng nó sẽ tiết ra một cái lượng gọi là lượng sữa diều. Cái này là tên chính xác và khoa học luôn nhé. Cái này là sữa diều ở con chim bồ câu. Thì khi mà bồ câu nó vào sinh sản á, thì khi mà trong quá trình nó ấp trứng, và thì ở trong diều nó sẽ tiết ra một cái lượng sữa và nó màu vàng, sữa này màu vàng và nó cũng tương tự như là động vật mà có vú vậy, thì người ta gọi đó là sữa diều. Và vừa chim bồ câu trống và mái đều có luôn nha. Thì vậy là sữa diều nó chứa rất nhiều những chất dinh dưỡng như protein, chất béo, và nó tốt hơn cả là sữa bò luôn mọi người nhé. Cái này là khoa học chứng minh luôn, chứ mình không có đặt tên cho loại sữa này là sữa diều. Nên mọi người mà muốn tìm hiểu thêm về cái sữa diều này á, thì mọi người cứ tìm hiểu trên sách, báo, trên internet thì mọi người biết. Còn nhiều người thực sự cũng chưa am hiểu về cái việc là nuôi chim bồ câu bộ. Đây là cái thuật ngữ của những người chim nuôi chim bồ câu khi mà chim bồ câu nở quả trứng ra, mình không có đưa cho bố mẹ chăm mà mình tự mình là người sẽ nuôi con chim bồ câu đó đến lớn luôn mọi người ạ. Thì đây trên video này thì mọi người cũng thấy là mình ở trại mình luôn đây cũng có tìm hiểu và mình thử nghiệm nuôi chim bồ câu bộ luôn. Thì là mình sẽ pha một cái lượng cám, một ít cám và cũng như sữa cùng nhiều thành phần khác sẽ tạo thành một cái dung dịch gần giống như là sữa diều của bố mẹ, và mình chăm bón cho con bồ câu con ăn. Thì mình nuôi khoảng 20 đến 25 ngày là nó thành chim bồ câu ra ràng. Thế nên mình mới nói ở trại mình hiện nay là chim bồ câu ra ràng á, là chính từ những cặp chim bồ câu bố mẹ nuôi chăm con hoàn toàn bằng sữa diều như trên video mọi người mình thấy. Nên là chất lượng chim bồ câu ra ràng ở trại mình nhé, thì phải nói là tuyệt vời luôn. Những nhà hàng, quán ăn hoặc là những cái chỗ mà tiêu thụ thịt chim bồ câu rất rất thích chim bồ câu ra ràng ở trại nông dân làm giàu của mình. Tại vì nó hoàn toàn được bố mẹ chăm bằng sữa diều. Và sữa diều này á, nhiều người, mình nói thêm một tí nhé, nhiều người cứ nghĩ là chim bồ câu bố mẹ ăn cám, ăn bắp vô người, sau đó thì trả ngược lại cho những con chim bồ câu con ăn. Cái đó là hoàn toàn sai mọi người nhé. Khi mà cám bố mẹ ăn á, là để nuôi chim bồ câu bố mẹ. Khi ăn xong á, thì nó tiết ra một lượng sữa diều ở trong diều á, và nó trả ngược lại cho con cái nó ăn và nuôi lớn chính bằng cái lượng sữa diều đó. Nên chim bồ câu nó cực kỳ bổ dưỡng, cực kỳ sức đề kháng mạnh, và khoa học chứng minh rằng sữa diều ở chim bồ câu này bổ và tốt hơn cả sữa bò mọi người nhé. Mọi người cứ tìm hiểu xem mình có nói chính xác hay không, và mình nói dựa trên tài liệu của khoa học chứng minh và sách báo, thì mọi người cứ tìm hiểu đi. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé.